Trên thị trường hàng hóa, sau các thông tin mới về vaccine COVID-19 cùng các nhận định về tác động của các loại vaccine này tới triển vọng phát triển kinh tế toàn cầu trong năm 2021, đóng cửa tuần giao dịch từ ngày 17 đến ngày 22 tháng 11 năm 2020, chỉ số MXV Index tăng 2,6% lên mức là 1.656,5 điểm, giá trị giao dịch trung bình mỗi phiên là đạt 1.723 tỷ đồng mỗi phiên. Và để có thêm thông tin chi tiết, mời quý vị đến với những phân tích của biên tập viên Huy Hoàng. Xin mời anh. Vâng, có thể nói là trong số 4 nhóm mặt hàng đang được giao dịch tại MXV, nguyên liệu công nghiệp là nhóm có mức tăng mạnh nhất và đáng chú ý là giá hợp đồng cacao tháng 3 trên sàn ICE tăng tới 14,7% lên mức là hơn 2.700 đô la Mỹ một tấn. Giá cacao đang có chuỗi 6 phiên tăng liên tiếp sau khi chính phủ và các thương nhân sản xuất cacao tại các nước sản xuất lớn như là bờ biển Nga hay là Ghana đang xuất hiện những căng thẳng mới. Hai quốc gia ở khu vực Tây Phi này chiếm tới 2/3 tổng sản lượng cacao toàn cầu, nguồn nguyên liệu chính để sản xuất sô cô la. Nhưng thời gian gần đây, hai nước này đang yêu cầu mức thu phí bảo hiểm khoảng 400 đô la trên mỗi tấn cacao mà các tập đoàn quốc tế đến đây thu mua. Điều này đang gây ra căng thẳng giữa bên bán và bên mua, có thể khiến nguồn cung cacao bị ảnh hưởng trong thời gian tới và là nguyên nhân chính khiến giá cacao tăng mạnh. Bên cạnh cacao, sự trái ngược nhau của giá cà phê Arabica trên sàn New York và giá cà phê Robusta trên sàn London trong tuần qua cũng rất đặc biệt. Giá cà phê Arabica đóng cửa tăng 5,7% lên mức hơn 2.500 đô la Mỹ một tấn, trong khi cà phê Robusta lại giảm 1,7% xuống còn 1.386 đô la Mỹ một tấn. Và để biết thêm các thông tin về nguyên nhân khiến hai thị trường cà phê trái chiều nhau, chúng tôi có cuộc trao đổi nhanh với ông Lê Văn Tuấn, là giám đốc công ty kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn giao dịch hàng hóa MEX DN, thành viên kinh doanh của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam. Okay, luôn em. Trong tuần trước thì giá cà phê Robusta và Arabica trái chiều nhau, phần lớn là do điều kiện thời tiết tại vùng sản xuất khác nhau giữa hai loại cà phê này. Bên cạnh đó thì cơn bão Lota đổ bộ vào khu vực Trung Mỹ cũng đã gây ra mưa to và sạt lở. Điều này đã làm ảnh hưởng tới vùng thu hoạch cà phê Arabica và khiến cho giá tăng vọt trong giai đoạn đầu tuần. Còn tại Tây Nguyên, do nước ta là nước sản xuất cà phê Robusta, mà thời tiết lại thuận lợi trong giai đoạn thu hoạch, cho nên việc giá cà phê Robusta giảm cũng không có gì là quá bất ngờ. Theo nhận định thì giá cà phê Robusta thấp có thể khiến cho vấn đề xuất khẩu cà phê tại thị trường Việt Nam được đẩy mạnh hơn trong giai đoạn cuối năm nay. Còn trên thị trường nông sản đang được giao dịch liên thông với sàn giao dịch Chicago của Mỹ, ngoại trừ lúa mì đóng cửa hầu như không thay đổi, thì các mặt hàng khác như là ngô, đậu tương hay là khô đậu tương và dầu đậu tương đều có mức tăng khá mạnh. Trong đó, dầu đậu tương là mức tăng mạnh nhất, đóng cửa tăng 4,1% lên 852 đô la Mỹ một tấn. Nguồn cung đậu tương giảm đi khi mà tại cả Mỹ, Brazil và đặc biệt là Argentina, nước xuất khẩu dầu đậu tương số 1 thế giới là nguyên nhân của mức tăng này. Giá dầu đậu tương trên sàn CBOT hiện đã tăng cao, mức cao nhất trong vòng 6 năm rưỡi qua và thậm chí còn có thể cao hơn nữa. Các mặt hàng nguyên liệu đầu vào đều tăng mạnh so với giai đoạn đầu năm, sẽ đặt thách thức lớn đối với doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi và thức ăn thủy sản trong nước và buộc các doanh nghiệp này phải tăng giá bán để tránh thua lỗ. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng tới đầu ra, đây sẽ là thông tin rất đáng lo ngại với ngành chăn nuôi và thủy sản tại nước ta trong ít nhất từ 4 tới 5 tháng tới.